sỏi hay là hình ảnh hiện tượng của canxi hóa, hay là phải canxi nó bị ứ đọng gì đó rồi nó lắng đọng canxi, nó bị canxi hóa lên, nó cứng lên hình thành sỏi. Sỏi ở đâu thì người ta gọi tên đó. Và trong sỏi mật này có nghĩa là nằm trong cái hệ thống đường mật. Thì mật của mình như nãy nó nói rồi, nó là từ tế bào gan mà ra, thì nó sẽ có cái hệ thống từ tế bào gan ra, thì đây nó tạo ra những cái đường mật trong gan. Đường mật trong gan này nó sẽ tập hợp lại tạo thành cái nhánh gan chung, cái đường mật ở trong gan chung. Đường mật gan chung này nó sẽ kết hợp với lại cái túi mật mình nè, tạo ra cái cổ túi mật ở đây nè, có cái ống túi mật ấy, tạo ra cái ống mật chủ. Đây là ống gan chung ha, đây là ống mật chủ. Ống mật chủ của mình ấy, sau đó nó sẽ đổ vào trong, qua cái bóng va te này, đổ vào trong tá tràng để tiêu hóa thức thực phẩm của mình. Qua cái tá tràng này thì ngay cái này người ta gọi là bóng va te. Rồi bóng va te này ấy, thì nó sẽ nhận được hai cái đường luôn, một là ống mật, hai là ống tụy. Rồi như vậy thì sỏi ấy, nó nằm ở bất kỳ vị trí nào trên cái ống này thì người ta gọi đó là sỏi mật. Thì tất nhiên là tùy vào cái vị trí mà nó gây ra cho mình những cái triệu chứng khác nhau và những cái biến chứng nó cũng sẽ khác nhau. Tôi ví dụ thôi ha. Sỏi mà nằm trong cái hệ thống này thôi, trong cái ống túi mật này thôi á, thì nó chỉ ảnh hưởng đến túi mật thôi, nó đâu có ảnh hưởng đến trục này đâu. Kệ, triệu chứng nó sẽ khác. Nhưng mà nếu như á, cái sỏi mà nằm ở ngay cái vị trí ống mật chủ này thì nó sẽ ảnh hưởng luôn cả trong gan, ảnh hưởng luôn cả túi mật, đúng không? Tiếp theo, nếu sỏi mà nằm ngay trong cái bóng va te này thì ảnh hưởng luôn cả cái hệ thống mật, ảnh hưởng luôn cả cái hệ thống tụy, được chưa? Nên cái triệu chứng của cái mật á, triệu chứng của sỏi mật á, nó không có, nó có thể thêm hoặc bớt tùy vào cái vị trí mà nó bị sỏi, chứ nó không phải cố định hoàn toàn lúc nào nó cũng có cái đó, cũng còn bằng đó triệu chứng. Nên để mình hiểu là cái vị trí nó như vậy. Như vậy thì sỏi mật nó là một cái hình thành sỏi ở trong cái đường dẫn mật, chỗ nào cũng được, tùy vào vị trí mà nó có tên gọi khác nhau. Thì đây sỏi nó có thể là một viên như ở đây mình thấy, hai một hai viên gì đó bự thật bự, cũng có thể nó là cả ngàn viên nhỏ nhỏ xí xí đó. Như vậy thì tùy vào cái sỏi nó xuất hiện như thế nào. Cái cơ chế tạo sỏi thì đây mình sẽ thấy là sỏi ở đây mình sẽ có hai cái loại sỏi, đó là hay gặp, đó là sỏi sắc tố và sỏi hỗn hợp. Sỏi sắc tố ấy, là sỏi sắc tố mật ấy, nghĩa là tại vì mật của mình nó có màu 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 vàng và nó sẽ được lắng đọng lại bên trong cái túi mật ấy, nó tạo ra cái hình ảnh là nó sẽ đậm màu hơn. Thì khi mà sỏi sắc tố mật ấy, là sỏi sắc tố mật hay lắng đọng canxi nhiều và nó bị ứ đọng lại lâu ấy, thì nó sẽ tạo ra cái màu sắc nó đậm hơn ấy. Thì ngày xưa ấy, Việt Nam mình hay gặp đó là sỏi này, tại vì mình ít có cholesterol ấy. Còn sau này khi mình ăn nhiều cholesterol vào ấy, nó làm cho cái lượng cholesterol cao quá, nó lắng đọng lại ấy, thì nó tạo ra sỏi cholesterol. Thì nó có hai cái loại sỏi đó. Còn cái sỏi thứ ba là sỏi hỗn hợp của hai này luôn, vừa cholesterol vừa sắc tố. Rồi ngày xưa người ta thống kê là sỏi sắc tố chỉ gặp ở Việt Nam, sỏi cholesterol gặp ở phương Tây, nhưng bây giờ thì đó là ngày xưa theo sách mình nha, còn bây giờ thì nó giống nhau hết. Rồi nói chung cái việc tạo sỏi đó là do cái sự lắng đọng nha, cái sự lắng đọng, và nó không thể nào giải quyết được cái sự ứ đọng đó. Giống như các anh chị thấy cái bình nước của mình đi, mình đựng nước nhưng mà mình không rửa, mình có uống xong mình để đó, mình uống xong mình để đó, rồi như vậy thì nó sẽ lắng đọng, cái vết dơ đó nó sẽ lắng ở dưới đáy, đúng không? Thì tương tự như vậy, thì do một cái cơ chế gì đó, do một cái tác động nào đó mà cái sự thông thoáng của cái đường mật của mình nó giảm đi, như vậy nó sẽ hình thành sỏi. Rồi nó lắng đọng ở đó lâu thì nó sẽ bị canxi hóa, nó sẽ gây ra hình ảnh khối, tạo ra một cái khối rõ ràng hơn, thì cái đó người ta gọi là sỏi thôi. Rồi có những trường hợp mình có sỏi như là sỏi giun ấy, gọi là búi giun ấy, là như là bị nhiễm giun sán ấy, nó nằm ở trong những cái con sán lá gan gì đó, nó lắng đọng lại bên trong cái đường mật ấy, nó tạo ra một búi luôn, cái người ta có triệu chứng y chang như sỏi luôn, nhưng mà thật ra nó là giun thôi. Hay gặp nhất là cái vị trí giun nó nằm ở ngay trong cái túi mật này, chỗ này nè, hay là nằm ở chỗ này ngay trước khi nó vào gan, nó tới đó nó nằm đó nó sinh sản rồi. Rồi hai trường hợp nhiễm trùng ha, nhiễm trùng đi nhiễm trùng lại trong cái hệ thống mật ấy, thì nó cũng gây cái việc mà tạo ra cái dịch mật nó sẽ kém đi, nó lắng đọng lại đó ha. Rồi về triệu chứng thì đây người ta có gọi là tam chứng.
đó là sốt, vàng da, đau hạ sườn phải. Nhớ dùm luôn. Tại vì mật mình nằm ở hạ sườn phải nên người ta sẽ đau hạ sườn phải. Thì đối với ở đây mình sẽ có hai cái tạng trong cơ thể mình, đó là tạng đặc và tạng rỗng. Tạng đặc á, là nó sẽ giống như gan ấy, là lách này, thận này, à, nó là tạng đặc. Còn tạng rỗng ấy là những cái ống như thế này, đó là tạng rỗng. Thì cái tính chất đau của tạng đặc với tạng rỗng nó sẽ khác nhau. Đau của tạng đặc ấy sẽ đau liên tục, giống như các chị đau đầu đi, đau liên tục, nó là tạng đặc. Nhưng mà khi các chị đau bụng tiêu chảy ấy, thì nó đau từng cơn. Đó là tính chất nó khác nhau nha. Nên là khi mà đối với tạng rỗng như thế này thì nó đau quặn cơn. Nó đau khi nào? Khi mà nó bị tắc nghẽn và nó không tống được thì nó mới đau. Nó co bóp và nó đau ra theo cơn. Nó bóp một cái nó đau, nó bóp một cái nó đau. Nên là cái đau của tạng, của sỏi mật với sỏi thận giống nhau nha. Nó là đau quặn từng cơn. Thì đối với đau thận, đau mật thì người ta gọi cơn đau quặn mật. Còn nếu mà đau thận người ta gọi là cơn đau quặn thận. Thì nó chỉ đau khi mà nó có sự co bóp và nó tống ra thôi. Tại vì khi mà nó tắc nghẽn ở đây nè, thì cái xu hướng bảo vệ cơ thể mình là nó sẽ phải cố gắng bóp bóp sao mà đi ra được thôi, giống như chúng ta như em bé nó bị bón à, thì nhu động ruột nó phải tăng thôi, nó cố làm sao bóp 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 để cho cái cục phân nó đi ra ngoài. Thì tương tự như vậy trong cái trường hợp này, có nghĩa là nó phải bóp nhiều thì nó càng bóp thì nó lại càng đau, nên là những cái cơn đau là những cơn đau quặn cơn, đau đau rồi nó lại ngưng rồi lại đau tiếp đó, giống như là đau đau của nó là đau của tạng rỗng như vậy ha. Rồi tiếp theo là cái đau của nó thường nó xảy ra liên quan tới bữa ăn, tại vì khi mình ăn xong ấy thì mình phải tiết mật ra để tiêu hóa thực phẩm, như vậy thì làm cho cái sự co bóp đấy nó càng tăng nữa, nên là những người này họ sẽ đau rất là điển hình sau khi ăn luôn, đặc biệt là nếu mà ăn nhiều còn đau nữa, tại vì nó phải tiết ra nhiều dịch mật hơn, nó lại càng đau tăng nữa đó, nên là những người này họ sẽ đau như vậy. Rồi sốt, sốt đó là biểu hiện của cái tình trạng nhiễm trùng. Trong cơ thể mình nó có hai cơ quan cực kỳ quan trọng, đó là thứ nhất đó là thận, thứ hai là mật ấy. Thì cái hệ thống mạch máu ấy, mao mạch nó rất là nhiều, nên là khi mà chúng ta bị lắng đọng lại thì nó sẽ sơn tăng sinh vi khuẩn thôi. Thì khi nó tăng sinh như vậy nó sẽ gây nhiễm trùng, và cái nhiễm trùng mật hay nhiễm trùng thận nó rất là dễ vào trong nhiễm trùng huyết, nên là những người này họ sẽ sốt, mà sốt ở đây là sốt lạnh run luôn ha. Đó nó là thể hiện cái tình trạng nhiễm trùng nhiều ở trong hệ thống mao mạch. Rồi sau đó họ sẽ có thể vàng da. Vàng da thì mình hiểu rồi. Đây, nó cũng tùy vào cái vị trí tắc mà nó vàng da nha, chứ không phải là à, đâu nó cũng vàng. Ví dụ ở trong túi mật này đi, vàng da nãy tôi nói rồi là gì, tăng bilirubin tăng đúng không? Như vậy thì ở đây mình thấy là nếu như cái vị trí tắc nó nằm trong cái trục này thì nó mới vàng da nha. Tắc ở đây, ở bilirubin không có đi xuống được đến đây, ứ ở trên đây, ứ ra máu rồi vàng da. Nhưng nếu mà nó nằm ở ngay cái cổ túi mật này nè thì nó không có vàng da, tại vì nó ứ ở đây, tắc ở đây, ứ lại đây thôi, bể túi mật thôi, chứ sao mà vàng da được. Đó, nên mình hiểu nha, tùy vào cái vị trí mà nó mới vàng da. Thì cái tam chứng người ta gọi là điển hình, đó là sốt, vàng da, đau hạ sườn phải, đó là cái vấn đề khi mà nó nằm trên cái trục này nha mới có vàng da. Còn nếu như không có trục này, nó chỉ có sốt, đau hạ sườn phải thôi, đó là vấn đề nó liên quan túi mật thôi. À, rồi như vậy thì cái túi mật đây, nếu mà nó cục sỏi nằm ở đây hay nằm trong cái cổ túi mật này nè thì nó sẽ gây cái triệu chứng là đau thôi, sốt thôi có thể, chứ không có vàng da được nha. Rồi như vậy về triệu chứng khác, người ta có thể đau đầu, đó là do vấn đề của thần kinh thôi, nó dẫn truyền qua cái hệ thần kinh từ cái bụng của mình nó ngay hạ sườn phải đi lên trên cái vùng vai cổ và lên trên não thôi. Rồi khám ở đây mình sẽ có dấu hiệu nè. Khám á, là tùy vào cái vị trí sỏi là mình cũng sẽ khám có dấu hiệu khác nhau, nhưng mà phần lớn mình ấn vào trong cái hạ sườn phải họ sẽ đau, ấn vào đó họ sẽ đau, tại vì cái hạ sườn phải nó là nơi chứa cái mật này nên nó sẽ đau. Như vậy thì mình sẽ có một cái dấu hiệu khi mà mình người ta bị đau túi mật ấy, thì người ta gọi là dấu hiệu mục phi dương tính, có nghĩa là mình ấn vào hạ sườn phải họ có một cái điểm đau luôn, thì cái điểm đau đó người ta gọi là điểm đau túi mật. À, gọi là mục phi dương đó, nên là đây mình sẽ phân biệt ha, mình sẽ có một số cái điểm đau ở thượng vị thì đa phần nó là của dạ dày, rồi ở dưới hố chậu phải ấy, thì nó là ruột thừa, à, bên trên hạ sườn phải thì nó là của túi mật, à, và cái từ ngữ người ta dùng đó là mục phi, nên mình lưu ý nha. Rồi còn gan ấy, trong những trường hợp mà bị mật này này thì gan nó cũng không quá ảnh hưởng đâu. Trong trường hợp mà nó tắc nghẽn quá nhiều, gan nó có thể to giống như mình nãy mình nói đó, ứ mật
xơ gan do ứ mật, nó có thể tắc nghẽn và nó có thể to, nó có thể là viêm gan tức thời thôi. Ít khi nào mà trong cái trường hợp sỏi mà người ta bị xơ gan lắm, tại vì nó phải là một diễn tiến kéo dài nó mới xơ, mà sỏi người ta đau mà chịu đâu có nổi, phải giải quyết cho người ta chứ, nên là nó sẽ được giải quyết để thoát tắc. Nên là trong trường hợp mà sỏi thì rất là ít khi nào bị xơ gan, có thể viêm gan thôi chứ rất là ít xơ gan nha. Rồi nói chung là gan của mình cũng không ảnh hưởng lắm đâu. Rồi về xét nghiệm thứ nhất, ở trường hợp mà họ có vàng da bắt buộc mình phải làm bilirubin, chắc chắn sẽ tăng. Cái thứ hai là mình dùng hình ảnh để chẩn đoán nha. Hình ảnh ở đây mình dùng siêu âm cũng được, nội soi cũng được, CT cũng được. À, mình dùng những cái hình ảnh để mình coi coi cái đường mật của họ nó có cái vấn đề gì hay không. Thì siêu âm nó có thể phát hiện được những cái sỏi mà có kích thước khoảng trên 1 cm có thể phát hiện ra được. Nhưng mà những cái sỏi mà nhỏ quá hay là những cái con giun ấy, nó chui vào đó tạo thành búi ấy, thì mình sẽ không có được hiện bằng siêu âm, như vậy mình sẽ dùng CT. Nên là trong trường hợp sỏi ấy, thì mình sẽ dùng hình ảnh để chẩn đoán có phải sỏi hay không, có hay là không có sỏi. À, thì mình dùng hình ảnh, đó là cái cho nó tổn thương về giải phẫu mà, nên là mình sẽ dùng hình ảnh. Còn xét nghiệm máu thì mình chỉ coi cái mức độ thôi, coi vàng da này, vàng cỡ nào, bilirubin tăng cỡ nào, vàng cỡ nào thôi ha. Rồi như vậy thì cái ở đây mình có cái thể là thể điển hình và thể không điển hình. Điển hình là sốt vàng da hạ sườn phải, còn không điển hình có nghĩa là chỉ có đau thôi, không có sốt, không có bị hạ vàng da, đại khái như vậy ha. Thì cái này như tôi nói đó, nếu mà chỉ có túi mật thôi ấy, thì người ta sẽ không có vàng da đâu. Rồi còn cái biến chứng ở trong cái bệnh cảnh sỏi túi mật này thì mình thấy nè, sỏi mật xin lỗi, nó tùy vào vị trí sỏi. Ví dụ như sỏi nằm ở đây thì chắc chắn biến chứng của nó sẽ là viêm nguyên cái túi này, bể túi này ra, viêm phúc mạc. À. Rồi còn nếu mà sỏi nằm ở đây thì cái biến chứng của nó là ảnh hưởng tới gan. Nếu mà sỏi nằm ở ống mật chủ thì nó sẽ ảnh hưởng vừa túi mật vừa gan. Nếu mà sỏi nằm mà bóng và te có thể họ sẽ viêm tụy luôn. À, tại vì đường ra của tụy cũng không có, đường ra của mật cũng không có, tắc ở ngay giữa rồi, nó viêm tụy luôn đó. Nên là cái biến chứng ấy, nó tùy vào cái vị trí nằm ở đâu mà nó có những cái biến chứng nào. Nhưng mà biến chứng mà nặng gợt, biến chứng mà gọi hơi xa một chút đối với lại cái hệ thống đường mật này chính là viêm phúc mạc. Như tôi nói hôm trước rồi, cái bụng của mình nó sẽ được che phủ bởi cái phúc mạc, giống như cái rèm mà che, giống như cái túi ba lô của mình nó che những cái đồ bên trong ba lô. Nhưng mà thì khi mà một trong những cái ba lô trong những vật dụng trong đó nó bị ướt, như cái bình nước mình để ở đó nó bị ướt, như vậy đầu tiên nó sẽ thấm ngay tại cái vị trí ướt đó, thì cái đó người ta gọi là phúc mạc tại chỗ đấy. Sau đó nó sẽ lan ra khắp cái ba lô mình ướt hết luôn, rồi tất cả vật dụng trong đó ướt luôn. Như vậy đó là gọi là viêm phúc mạc, có nghĩa là tình trạng rất là nặng nề ha. Nó có thể nhiễm trùng lại những cái tạng bên trong ổ bụng, nó có thể viêm tại cái cơ quan đó nữa, rồi nó nhiễm trùng toàn một cái bụng luôn. Thì đó là viêm phúc mạc. Thì viêm phúc mạc ấy, nó là tình trạng nặng nhất ở trong cái tình trạng viêm viêm nhiễm trùng rồi, ở trong ổ bụng rồi ha. Rồi xơ gan ứ mật thì cũng rất là ít gặp. Rồi về điều trị thì nói chung có sỏi mà, làm sao mình điều trị lấy sỏi ra được thì tốt, thì đó là điều trị triệt để. Còn nếu không ấy, thì mình giảm đau cho họ trước, tại vì họ rất là đau do cái sỏi nó tắc nghẽn mà họ rất là đau. Nên là những trường hợp này mình sẽ giảm đau. Giảm đau ở đây mình không dùng paracetamol ha. Paracetamol chỉ giảm đau trong tạng đặc thôi. Như các anh chị bị đau gan, bị đau đầu, đau tay, mình dùng paracetamol được. Đau răng cũng được. Nhưng mà đối với lại đau mà do tạng rỗng, như là đau bụng, tiêu chảy, hay là trong trường hợp này thì mình sẽ dùng đau do giảm co thắt. Mình dùng thuốc giảm đau, giảm co thắt ha. Mình dùng thuốc giảm co thắt thôi thì tự nhiên nó sẽ giảm đau thôi. Ví dụ như là Buscopan hay là Mesmerin hay đại khái như vậy ha, nó giảm co thắt thì nó sẽ bớt co bóp lại, nó bớt đau. Rồi tiếp theo là mình sẽ dùng kháng sinh, nếu trong trường hợp mình có nghi ngờ người ta có sốt ấy, có nhiễm trùng thì mình dùng kháng sinh. Rồi mình sẽ dùng cái thuốc để làm tan sỏi, đó là điều trị nội khoa trong trường hợp sỏi nhỏ, kích thước là dưới 1 cm thì mình mới dùng. Còn trong trường hợp nặng hơn, to hơn thì mình dùng bắn laser. Thì cái cách mà tán sỏi trong cái siêu âm này nó cũng giống với lại cái tán sỏi trong thận thôi, cơ chế giống vậy thôi, là mình sẽ dùng cái sóng siêu âm ấy, mình bắn tán sỏi, hoặc là mình dùng tia laser mình bắn, mình dùng cái gì thì mình dùng. Nhưng mà mình hiểu như thế này nè, khi mà người ta dùng cái sóng người ta phá vỡ sỏi ra, thì đối với sỏi mật ấy, thì nó cũng tương đối nhỏ thì mình có thể phá ra thì cũng được,
nhưng mà có những cái sỏi đôi khi nó sẽ rất là bự, thì người ta phá tán sỏi là người ta bắn cái viên sỏi to thành cái viên sỏi nhỏ để nó tự chui ra ngoài, chứ không phải là người ta bắn cho nó thành mất đi, giống như là ta nốt búng tay một cái mất hết, không phải vậy. Nên là nó sẽ là tùy tùy vào cái trường hợp đó, nên là sỏi nó sẽ từ sỏi to thành sỏi nhỏ. Thì đôi khi cái biến chứng của cái vị tán sỏi này là gì? Đôi khi những cái viên sỏi nhỏ đó nó chưa đủ nhỏ mà nó lại gây tắc tiếp. Các anh chị hiểu không ạ? À, giống như trường hợp như này, tôi có một viên sỏi nằm trên cái ống nghen chung, tôi bắn nó ra. Như vậy thì thay vì nó sẽ trôi tuột xuống đây, thì nó có những cái viên đó, nó sẽ trôi tuột xuống đây, nhưng mà có những cái chỗ nó to quá, nó gây tắc ngay tại đây, thì nó sẽ gây cái biến chứng đó là tắc tiếp. Đó. Rồi cái đó là cái điều không mong muốn nha, tại vì mình bắn sỏi thôi, bắn nó từ sỏi to thành nhỏ, mà đôi khi nó nhỏ không có đủ thì nó tự tắc tiếp, thì đó là một cái biến chứng của cái phẫu thuật thôi. À, rồi mình lại bắn tiếp thôi để cho nó nhỏ nữa, đại khái là vậy. Nên nó cũng phụ thuộc vào cái người bắn sỏi. Rồi ngoài ra mình có thể dùng phẫu thuật, nếu như mình không bắn được thì mình dùng phẫu thuật. Phẫu thuật ở đây á, thì mình dùng phẫu thuật lấy sỏi ra, mổ ra, mở banh ra, gấp nó ra. Thì người ta có nhiều cách để phẫu thuật ha. Nếu mà trong trường hợp ấy mà sỏi ấy, nó nằm ở ngay đây, sỏi nó nằm ở ngay cái túi mật này ấy, sỏi làm túi mật này nó bị viêm túi mật luôn, thì mình có thể cắt túi mật. Như vậy thì mình quay lại mình hỏi một câu, cắt túi mật xong có bị sao không? Thì bây giờ mình lại hỏi ngược lại là túi mật này để làm gì? Túi mật thì rõ ràng không phải để sản xuất mật rồi, đúng không? Gan mình là nơi sản xuất, túi mật mình là nơi dự trữ và cô đặc. Như vậy thì khi mà cắt túi mật đi thì có sao không? Như vậy thì thật ra cũng không có quá ảnh hưởng, mật nó vẫn chạy được từ đây xuống dưới đây mà. Ha. Túi mật thì để cô đặc để tiêu hóa dễ hơn thôi. Như vậy thì khi mà nó không có chuyển hóa được, khi mà nó không có cô đặc được, như vậy thì nó sẽ hơi khó tiêu hóa. Nên là những người mà cắt túi mật được, cắt túi mật rồi thì họ sẽ phải hạn chế ăn những thực phẩm là dầu mỡ. À, tại vì nó sẽ khó tiêu hóa hơn, nên do nó không có cô đặc ấy, nó chảy từ trên đây xuống dưới đây luôn, nên nó không có cô đặc lắm. Rồi còn tiếp theo là mình có thể là dẫn luôn cái ống mật này ra ngoài gai da luôn, để cho cái sỏi nó tự chạy ra ngoài luôn ấy, thì cũng có ha. Rồi phẫu thuật ở đây người ta chia làm hai cái tầng, thứ nhất là phẫu thuật cấp cứu và thứ hai là phẫu thuật chương trình. Phẫu thuật cấp cứu thì mình hiểu như thế này nè, thì đa phần ấy nó là cái phẫu thuật mà mình phải giải quyết liền, mình không giải quyết liền người ta có thể tử vong hoặc là tình trạng nó sẽ nặng nề hơn, thì cái đó là gọi là phẫu thuật liên quan tới cấp cứu. Như vậy thì ở đây mình sẽ có một số cái chỉ định phẫu thuật cấp cứu, thì các anh chị cũng nhớ giùm tôi luôn đi. Thứ nhất đó là túi mật hoại tử. Cái gì trong cơ thể mình hoại tử cũng là cấp cứu hết nha, kể cả ngón chân ngón tay, tại vì hoại tử nó có nguy cơ là ăn lan, nên là mình đã hoại tử rồi thì phải giải quyết luôn. Cái thứ hai đó là cái nó bị viêm phúc mạc, là cái tình trạng biến chứng nặng nhất mà lúc nãy tôi nói. Nó bị viêm phúc mạc mật là viêm phúc mạc tại chỗ đó, hoặc là nó viêm phúc mạc luôn, phải mổ rồi. Nó là tình trạng rất nặng rồi. Tiếp theo là nó chảy máu đường mật, nó chảy máu rỉ bên trong đó, là gọi là chảy máu nổi, cũng phải phẫu thuật để cầm máu. Cái thứ ba đó là áp xe, có nghĩa là tình trạng nó tạo ra nhiễm trùng cực nặng rồi, như tôi bữa trước mình học cái bài viêm phổi ha. Áp xe đó là một cái biến chứng. Nên là khi mà áp xe nó thể hiện cái tình trạng nhiễm trùng nặng. Như vậy mình có bốn cái này để mình phải phẫu thuật cấp cứu liền luôn. À, nhắc lại nha, đó là hoại tử cái túi mật, viêm phúc mạc, áp xe hay là chảy máu, đó là những cái đó mình phải cấp cứu liền, mổ ra luôn. Còn cái thứ hai đó là mổ theo chương trình, có nghĩa là ở không gấp lắm, nằm nó đi giảm đau rồi 2 3 ngày sau lên lịch rồi mổ. Như vậy thì người ta nên mổ chương trình hay mổ cấp cứu đây? Thật ra là bất khả kháng lắm với mổ cấp cứu, tại vì thứ nhất là mổ cấp cứu là mình phải hiểu là phẫu thuật viên, cái người mổ ấy họ là trong cái tư thế là vội vàng, nên là cái sự chuẩn bị ấy, nó sẽ kém, nhưng mà cái biến chứng xảy ra trong cái cuộc mổ nó sẽ có. À, cái sự chuẩn bị chắc chắn là tại vì mổ cấp cứu mà chuẩn bị cho cả bệnh nhân và cả ekip nó sẽ vội vàng, hoặc là đôi khi cái phòng mổ họ chưa kịp để mà sát trùng sạch sẽ hơn mà phải đi mổ rồi, hay là đêm hôm 1 2 giờ sáng phải mổ rồi. Như vậy thì cái sự chuẩn bị của kỹ thuật viên, của phẫu thuật viên nó sẽ ít. À, rồi của bệnh nhân thì sao, lỡ bệnh nhân có bệnh nền, huyết áp chưa kịp hạ mà giờ phải mổ rồi,
đường huyết chưa kịp hạ cũng phải mổ rồi, như vậy thì cái sự chuẩn bị cho bệnh nhân nó cũng sẽ ít ha. Nói chung là tất cả ta là cần thiết lắm thì người ta mới mổ cấp cứu, còn nếu không người ta sẽ lên chương trình để người này ổn định luôn cả về tâm lý, người nhà ổn định luôn, phẫu thuật viên được ăn uống ngủ đủ giấc rồi, rồi bệnh nhân thì điều trị bệnh nền ổn định ha. Như vậy thì mình sẽ mổ chương trình nó sẽ tốt hơn. Thì mỗi chương trình sẽ đơn lịch tùy vào cái mức độ đông của cái bệnh đó, và chương trình sẽ là mấy ngày, 1 ngày 2 ngày, hay tùy vào cái bệnh nền nó có thể lâu hơn ha. Rồi thì mỗi hai chương trình thì tất cả những trường hợp còn lại thôi đó, mình học một cái thôi nha, học cái mổ cấp cứu thôi. Còn mỗi chương trình là mấy cái còn lại như là dò mật hay là sỏi mật tái phát nhiều lần, nhưng mà ảnh hưởng tới cuộc sống của họ nhưng mà không có cấp cứu, thì chỉ tái phát thôi, liên tục thì mình mổ. Hay là những trường hợp mà nó bị viêm đường mật thì mình sẽ điều trị cái nhiễm trùng nó ổn định ấy, thì mình mới mổ. Thì phẫu thuật thì mình có thể dùng nội soi hoặc là dùng mổ hở. Nội soi thì mình cắm mấy cái ống vô đó, như cái hai trường hợp này ha, thì nó sẽ có lợi điểm là gì, là vết thương nhanh lành, ít ít biến chứng tắc ruột, ít đạm chạm vào ruột. Còn mổ hở thì mình sẽ rạch ra mình mổ, thì mổ hở nó sẽ nhanh hơn mổ chương trình, mổ nội soi, tại vì rạch ra một cái đi vào trong bụng luôn, nhưng mà tất nhiên nó sẽ đau hơn sau hậu phẫu, nhưng mà cũng tùy vào trường hợp mà người ta sẽ mổ nội soi hay mổ hở nha, chứ không phải tất cả các trường hợp họ đều mổ nội soi hết đâu. Ví dụ cái người này họ đang huyết áp tăng, nếu mà cuộc mổ kéo dài nguy cơ của họ sẽ là chảy máu nhiều, như vậy thì mình phải cân nhắc cái việc họ phải mổ hở. Còn nếu mà trong trường hợp bình thường trẻ tuổi không có gì hết thì mổ nội soi, nó đại khái như vậy. Nó là mổ hở hay mổ nội soi thì nó sẽ khác nhau. Thì đây là cái hình ảnh nội soi thôi cho chúng ta biết thôi. Cái này là họ dùng cái ống nội soi ha, họ soi vào trong bụng họ mổ. Đây là gan nè, lúc nãy tôi nói nó gan mình rất là trơn, khi sơ gan thì nó không có trơn như vậy nữa. Còn đây là cái túi mật, đây là họ đang kéo cái túi mật ra ngoài ha, nó bị viêm. Thì ngày xưa ấy, người ta khi mà có sỏi túi mật ấy, có triệu chứng ấy, thì người ta sẽ mổ cắt luôn á. Nhưng bây giờ thì cái quan niệm mới rồi, người ta sẽ cố gắng bảo tồn cái túi mật nhất có thể, trường hợp không được người ta mới cắt. Đây là cái túi mật ấy. Đây là một phương pháp nữa mới, mới thật ra cũng đã nhiều năm rồi, nhưng mà ý là nó cũng khác so với sách mình, đó là phương pháp RCP. Phương pháp này người ta gọi là nội soi mật tụy ngược dòng, có nghĩa là người ta sẽ thay vì ví dụ như sỏi đi nó nằm ở trên cái ống này như các anh chị thấy đây ha, thay vì người ta phải mổ ra để người ta lấy, hoặc người ta phải cắt cái bóng này ra cho nó rộng ra cho cái sỏi đi ra, thì bây giờ người ta sẽ nội soi giống như mình nội soi tiêu hóa vậy đó. Hôm trước mình nội soi mình biết rồi, cái ống nội soi của mình nó có thể tới được tá tràng, tới ruột non thì không, nhưng mà tới tá tràng thì được. Nên là nó sẽ đưa vào đây, và họ sẽ đưa một cái dây vào đây, cái họ sẽ kéo cái sỏi này xuống, hoặc họ cắt cái cơ vòng này đi bằng nội soi, hoặc là họ sẽ tán trong này. Thì có nghĩa là gì, giống như nội soi đó, về trong ngày được kiểu vậy, nó không có quá xâm lấn, giống y như mình đi nội soi thôi đó, kiểu vậy. Nên là cái này người ta gọi là nội soi mật tụy ngược dòng ha. Rồi như vậy tóm lại trong cái bài sỏi mật này thì mình nhớ những gì, thứ nhất là mình nhớ giùm tôi là sỏi đó là cái sự lắng đọng và bị canxi hóa. Thì đây mình có hai loại sỏi, đó là sỏi sắc tố, sỏi cao colet, và thứ ba là sỏi hỗn hợp. Rồi còn về triệu chứng ở đây mình sẽ có tam chứng: sốt, vàng da, đau hạ sườn phải, đó là điển hình, còn không điển hình thì không có vàng da. Rồi cũng nhớ ha, muốn có vàng da thì phải tắc trên cái đường mật, còn nếu mà tắc trong túi mật thì không có vàng da lắm đâu. Rồi về xét nghiệm thì mình sẽ dùng cái gì để chẩn đoán? Dùng hình ảnh, siêu âm, CT, MRI. Rồi còn về xét nghiệm máu thì mình thấy nếu mà có vàng da thì bilirubin sẽ cao, nếu có nhiễm trùng thì bạch cầu trong máu sẽ tăng vậy thôi, nhưng mà nó không có ý nghĩa trong chẩn đoán. Rồi về biến chứng ở đây thì mình sẽ có một số cái biến chứng ha, là viêm tại chỗ, viêm túi mật, rồi có thể hoại tử, có thể là viêm phúc mạc, có thể là chảy máu, có thể là giò. Rồi đó là những cái biến chứng ở trong cái bệnh lý mật này. Và cái thứ tư chính là điều trị. Điều trị thì ở đây mình sẽ điều trị giảm đau trước, là điều trị triệu chứng. Thứ hai là mình điều trị triệt để. Triệt để thì mình dùng thuốc cũng được,
phẫu thuật cũng được, tán sỏi cũng được, thì mình dùng thuốc khi mà sỏi dưới một một xăng. Còn nếu mà sỏi bự hơn thì mình phải dùng tán sỏi hoặc là mình dùng phẫu thuật ha. Phẫu thuật thì ở đây mình có phẫu thuật cấp cứu, phẫu thuật chương trình. Thì nãy nhớ giùm tôi cái gì phẫu thuật cấp cứu ha? Ví dụ như là bị viêm túi mật hoại tử, bị viêm phúc mạc, bị chảy máu. Thì những trường hợp như vậy á, hoặc là áp xe thì mình sẽ phẫu thuật cấp cứu, còn lại thì mình phẫu thuật chương trình ha. Thì trong bài này nhớ một số điểm vậy thôi. À, thêm một điều nữa mà quên, vậy tôi không giải thích, đó là siêu âm á, siêu âm sỏi á, chúng ta lưu ý vậy nè. Trong cái siêu âm sỏi á, thì nó sẽ có cái kích thước sỏi đúng không? Thì đây mình sẽ thấy vậy nè, đôi khi á mình thấy là bác sĩ này siêu âm thì lại nói là sỏi mình đang 2 cm đi, nhưng bác sĩ kia siêu âm lại bảo mình là 2.5 cm, xin lỗi, 2.1, 2.2 cm gì đó. Như vậy thì mình lại nghĩ là trời, bữa nay cái sỏi mình như vậy, bữa nay cái bữa sau cái sỏi mình nó to hơn rồi. Như vậy thì mình phải lưu ý về này, siêu âm đó là hình ảnh chủ quan của cái người siêu âm nè. Có nghĩa là nhóm cái siêu âm đó là chỉ là hình ảnh 2D thôi, nó không phải là hình 3D, nên là người ta đôi khi cái sự khảo sát nó sẽ không thấy được cái mặt sâu của cái khảo sát đó. Tôi ví dụ như là như thế này, nếu như các anh chị nhìn vào cái chai nước đi, mình nhìn vào cái chai nước, nếu mà nó đang để đứng thì mình sẽ thấy nó hình trụ, nhưng mà nếu các anh chị cho nó nằm ngang thì mình sẽ thấy nó hình tròn, đúng không? Như vậy thì siêu âm nó giống như vậy, quan trọng là cái mặt cắt, người ta cắt cái mặt nào thôi. Mà đôi khi cái siêu âm nó sẽ chênh lệch nhau khoảng chừng dưới 0.5 cm, có nghĩa là tùy vào cái kỹ năng của cái người siêu âm nữa. Mà họ siêu âm không hết cái mặt, cái họ đưa ra cái kích thước đó thể nó sẽ chênh lệch nhau, nhưng không đồng nghĩa là cái sỏi mình nó to lên, mà đôi khi chỉ là cái mặt cắt họ cắt không đúng thôi ha. Nên điều đó cũng không có nên quá lo lắng, tại Việt Nam mình cứ thấy gì mình cũng lo hết á, tại vì cái kiến thức thường thức của mình nó ít quá đó, nên cái gì mình cũng lo hết. Rồi như vậy thì nó sẽ có ý nghĩa khi chụp CT lên. CT thì nó rất là rõ rồi, tại vì nó là lát cắt, nó sẽ cho mình kích thước rất là kỹ của từng lát cắt, nên là mình sẽ biết được kích thước chính xác. Còn siêu âm nó chỉ mang tính chất tương đối thôi, nó phát hiện được 80 đến 85% sỏi nếu mà sỏi lớn đó. Nên là cái siêu âm, để mình hiểu như tất cả những trường hợp đều vậy hết, siêu âm nó là chủ quan của cái người siêu âm ha. Đó, nên là mình không có gì phải quá lo lắng nếu mà kích thước nó chênh lệch nhau khoảng chừng vài mm thì nó không quá lo lắng. Trừ khi nào mà cái sỏi người ta siêu âm 1 cm, bữa sau các anh chị siêu âm 2 cm rồi, nó có ý nghĩa đó, có nghĩa là cái sỏi mình một trong hai người đúng, người này đúng hay người kia đúng, hay là thời gian dài ra mà cái sỏi mà nó bự lên, cái đó có ý nghĩa. Còn trường hợp nó cách nhau vài mm thì nó không có ý nghĩa lắm đâu nha. Rồi, đó là sỏi mật. Mình nghỉ một chút nha các anh chị, tôi đi.